lời cho quý vị rất hồi hộp. Ở phòng đầu tiên chúng ta sẽ gặp gỡ ai và trưởng phòng sẽ là ai, tình huống của họ gặp phải là gì? Kính thưa quý vị, chỉ ít phút nữa chương trình sẽ được bắt đầu. Nhưng mà Lộ xin ra đi trước để có thể có đôi lời nói với tất cả quý vị, đặc biệt là xin cảm ơn đến giám khảo Nam Thư đã. Chị có thể thử chuông đi. Chuông mình bấm đợt đầu nó sẽ là chuông, đợt hai là cứu quả, đợt ba là cấp cứu. Cho nên chị cũng muốn giai đoạn nào chị cứ thử. Thank you. Và cảm ơn đến chị Nam Thư và các trưởng phòng đã nhận lời mời. Và phải nói luôn quý vị, chương trình này được tổ chức rất là gấp luôn, tại vì Lộ đi lưu diễn về vừa tới Việt Nam luôn, là set up một chương trình mới cho quý vị liền, tại vì sợ sân khấu nếu không có chương trình thì không có vui. Cho nên là rất là mong là quý vị cũng sẽ ủng hộ cho chương trình thật là nhiệt tình quý vị nha. Và chỉ còn ít phút nữa thì chúng ta sẽ đến với phòng đầu tiên, và ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ các cô đầu tiên, nghệ sĩ Lô Tô Diễm Huệ thưa quý vị. Tạo hình là thấy hấp dẫn rồi quý vị ha, không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà em thấy sao về tạo hình của mình ạ? Hồi đó giờ đâu có làm nam gì đâu. Rồi bữa nay gồng có sợ đứt không? Alo, dạ, giờ mình phải ráng rồi, dám cộng lên như nào. Mẹ chú vậy? Cảm ơn ạ. Ok, vậy điều gì sẽ đến với Diễm Huệ chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Nhưng mà chắc có lẽ xin nhờ bộ phận hậu đài mình lên cái phần ở trên đó, mình kêu giảm nhạc xuống chút xíu thôi để cho chương trình của chúng ta trọn vẹn hơn nha. Xin mời Alex. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xin mời Diễm Huệ sẽ di chuyển qua đây đến với cửa phòng của mình nha. Rồi, kính thưa quý vị, điều gì sẽ chờ đợi Diễm Huệ chúng ta cũng chưa biết nữa. Nhưng mà đối với Lộ thì Lộ sẽ tặng thêm cho Diễm Huệ hai cái đạo cụ để em ấy có thể có tinh thần hơn đi làm nghề chứ gì. Rồi. Liệu cuộc sống của em ấy sẽ nở hoa hay cuộc sống bắt đầu bế tắc? Và chúng ta sẽ biết được sau cánh cửa này. Và ngay bây giờ còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng đến với phòng đầu tiên của Ân Rời Bóng Đây Rồi. Xin mời em. Hello. Ôi trời, ông xã yêu dấu của em đây rồi. Bà xã, em nè. Là vợ của anh. Dạ đúng rồi, ủa anh hỏi gì kỳ cục vậy? Anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất của đời em. Trời ơi, tại vì thấy bữa nay em lạ quá đó. Sao lạ anh? Cái tóc kìa, trời ơi, bữa nay sao đi uống tóc sao xù dữ vậy em? Tại vì anh nói với em là anh thích cái cô người phụ nữ là đầu bù tóc rối, lo cho gia đình đó. Cho nên em đi làm em làm cái đầu này cho nó đủ rối chứ anh. Vậy à? Anh phải là người đàn ông mạnh mẽ không? Anh mạnh mẽ lắm đó em. Anh mạnh mẽ phải không? Ừ. Hẳn em. Hẳn em. Để anh cất cái này cái đã. Ừ. Hẳn ơi. Ồ, tục tân rồi. Dạ. Để lên à. Trời ơi, mạnh mẽ quá hả. Thôi được rồi, thả em xuống nha. Anh, dạ. Nay đi làm có mệt không? Mệt lắm. Không mấy bà xã đấm lưng cho ông xã đi. Dạ, trời ơi, chuyện đó của em mà. Anh ngồi xuống nha. Rồi rồi, vậy mới gọi là gia đình hạnh phúc chứ. Để em bấm đấm lưng cho anh nha. Ủa, khoan. Dạ. Em đấm mà anh thiếu gì đó? Ồ, tại vì em sợ em đấm mạnh anh bị đau. Không, em đấm mạnh hơn nữa đi. Dạ. Mạnh hơn nữa. Không. Đủ mạnh chưa anh? Kẹo cái khớp háng anh rồi. Thương quá à. Thôi nè, mới làm về là mệt lắm đúng không? Ừ. Ngày hôm nay nè, anh chở khách đi đông không? Không lắm em ơi, sáng giờ trời ơi. Anh chạy hôm nay á là khoảng 20 mấy cuốc rồi đó. Ồ, vậy khi mà chở con gái á, rồi anh có để cho người ta ôm anh hay không? Có chứ, trời, đi xe ôm mà phải chở đi cho người ta ôm chứ. Sao vậy? Bội bạc, đóng có chung thủy. Trong khi anh đã có vợ nhà, anh đi làm anh để cho người phụ nữ khác ôm anh vậy sao? Đâu dạ, có. Thôi dạ. Nè bà xã nè, anh nói nghe nè. Anh kêu người ta ôm đâu phải ôm bình thường đâu. Em quay lại đi nè.
Thường thường là người ta ôm chị đúng không? Đúng rồi. Không, anh kêu người ta ôm chị nè. Đó. Đúng không? Cho nó chắc đúng không? Tại vì dù sao á, anh cũng yêu thương em nhất mà. Trời ơi, cái miệng thích ghét quá à. Ghét không? Không, anh biến rồi. Trời ơi, cái con ghê vậy đó. Anh, mình sống với nhau cũng được thời gian rồi đó. Vậy anh có còn nhớ là cái khoảng thời gian lần đầu mình gặp là ở đâu không? Thì hình như là, anh nhớ rồi. Đâu? Thời gian lúc đầu mình gặp ở Đà Lạt đúng không em? Rồi mình làm gì đó? Trong rừng thông đó. Em nhớ không? Rồi vô rừng thông mình làm gì? Bây giờ em nhớ, em kể thử coi. Rồi nhớ. Em kể cho anh nghe đi. Nhớ thì kể đi. Đúng không? Là vậy. Ừ. Là cái hồi đó đó, anh đi diễn. Ừ. Anh đi hát lô tô ở Đà Lạt. Đúng rồi. Lúc đó em là khán giả. Cô bé ngây thơ, em coi anh giả gái. Anh giả gái dễ thương quá nên em quyết định lấy anh làm chồng. Wow. Mà xưa cái gu em cũng lạ ha. Dạ, tại vì em học hỏi theo vợ của bé Tư đó. Vậy à. Thầy đó. Đúng rồi đó. Nhớ cái lần đầu tiên á, khi mà hai đứa mình gặp nhau trên Đà Lạt đó. Dạ. Hai đứa mình rất là lãng mạn. Anh ơi, em bị say tàu xe, anh đừng xoay em quá anh. Không, anh cũng chống mà. Anh, nhưng mà em nói anh nghe nè, mình sống với nhau mình cũng chả phải nghĩ đến tương lai đúng không? Đúng rồi, đâu thể mà ở trong cái căn nhà trọ hộp hẹp như vậy hoài. Bây giờ anh phải tính đi, tương lai của mình sao? Thì bây giờ tương lai của anh, khi mà em á, anh cũng ráng dành dụm tiền nè, đúng không? Dạ. Anh sẽ sửa căn nhà này lại. Anh sẽ sửa một cái phòng, có một cái giường. Ở đây có một cái ghế tình yêu. Thấy không? Anh, em biết cái ghế tình yêu không? Em biết. Đó, có một cái ghế tình yêu. Hai đứa mình lên cưỡi ngựa. Tự nhiên kêu xây nhà, cái xây nguyên cái khách sạn người ta vậy. Nhưng mà thì đó thì vô cái sạn mới chiêu được em. Đúng không? Rồi rồi rồi. Thôi nè, nói chứ em có chuẩn bị đồ ăn cho anh nhiều lắm đây nè. Wow, bây giờ anh đảm đang quá ha. Giỏi chú nè. Nhưng mà anh ơi, hôm nay là ngày quan trọng lắm, em mới làm nhiều đồ ăn như vậy. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Được. Ngày gì mà em phải nấu đồ ăn linh đình sang trọng như vậy? Trong khi nhà chúng ta rất là nghề. Sinh nhật em. Sai. Kỷ niệm mình quen nhau. Sai. Halloween. Sai. Anh này chọn cái ngày quan trọng đó mà anh không nhớ sao? Chứ ngày gì? Nay ngày rằm. Ủa có liên quan gì hả mừng em? Ừ, ngày rằm nên em thích nấu những món này cho anh ăn vậy đó. Ủa, ngày rằm mà nấu cá lóc, nước chui nữa hả? À, thấy vậy thôi chứ đồ chay hết đó, đồ chay hết. Nhưng mà em quên cho nước tương rồi. Nước tương. Mình phải ăn chay ăn với nước tương chứ. Chờ em ra chợ nha. Nhớ chưa để cái này là giờ hai vợ chồng mình ăn chung với nhau nha. Ừ. Không có được ăn trước á. Ừ, em đi đi. Mất một miếng nào là biết rồi. Rồi. Nhớ nha. Bà xã đi cẩn thận nha. Dạ. Rồi, thôi. Thấy thương quá à. Dạ. Đi cẩn thận nha. Dạ. Trời ơi. Để coi hôm nay có món gì nữa nè. Wow. Gan nè. Chào anh. Chào cô. Tôi là Cái Trinh. Cái Trinh đến từ Hội Phụ Nữ. Thì hôm nay cho tôi hỏi là có vợ anh ở nhà không? À, vợ anh vừa mới đi rồi. Ô, vừa mới đi à? Ừ. Thật không? Thật. Tại vì tôi có một cái số chuyện muốn nói với vợ của anh. Nhưng mà bây giờ vợ anh không có ở nhà. Thôi chết rồi, tại vì cái chuyện đấy nó rất là quan trọng. Chuyện phụ nữ với nhau. À, ông ấy em ngồi đây để đợi vợ anh về được không? À, nhưng mà... Đây nè. Rồi. À, em có thể ngồi ở đâu để đợi vợ anh về nhờ? Em có thể ngồi đây. Ngồi ở đấy à? Vâng ạ. Cái đấy là cái gì đấy anh? Cái giường ạ. Cái giường à?
em vô ngồi đi. Là nhà mình không có ghế, là khách là ngồi là ngay vào giường luôn. Đúng rồi, ngay vào giường luôn. À. Đó. Rồi. Em ngồi đi, em đợi nha. Vâng ạ. Anh ơi. Sao em? Anh ơi. Sao? Anh ơi, em đâu phải là gái massage đâu mà sao mà tới là đẩy em vào phòng rồi đóng màn lại là anh là như không, thế nào? Em cứ ngồi đây đợi vợ anh về đúng không? À. Đúng không? Vâng. Ừ. Em à. Ngồi đây đợi nha. Đừng có nói gì nữa. Anh ơi. Sao nữa? Người ta nói là khách tới nhà không trà rượu anh. À đợi 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 anh chút. À. Tôi chết rồi. Nè em ơi. Vâng ạ. Thọt cái tay ra đi ạ. Rồi đó. Rồi em uống đi. Anh ơi. Sao em? Nhà anh cái nước này nó có một cái gọi là một số cái con sinh vật nó bò lúc nhúc trong đây. Là anh làm mình nuôi hay sao hả anh? À chết trời. Ờ cái nước rửa tay của vợ anh á. Quên. Trời ơi thiệt sự luôn. Ừ, thật sự là đâu? Rất chán anh luôn. Sao? Qua là gặp là vợ anh nhưng mà không có tiếp chuyện. Anh à, bây giờ anh nói chuyện với em đi cho nó rõ ràng đi. Là em ở trên phường xuống đúng không? Ừ. Thì một cái số công chuyện về phụ nữ thì anh chắc là cũng biết một chút. Thì em sẽ hỏi một số thông tin rồi vợ anh. Thì anh trả lời giúp em nhé. Thì vợ anh là tên gì và công việc là bây giờ là như thế nào? À, vợ anh tên là Lý Mỹ Nam. Lý Mỹ Nam. Vâng, vợ anh tên là Lý Mỹ Nam. À, rồi công việc của chị ấy là như thế nào? À, công việc của vợ anh là thường ngày là đi ra ngoài, nói chung là thu hụi á, hụi hè đó. À, thu tiền góp hụi á. Tiền góp. Là mà cuộc sống của mình em thấy là nó cũng khó khăn đúng không? Vâng. Thì bây giờ em nghĩ là mình nên thẳng thắn với nhau luôn là em ấy thì em sống của em nó cũng nói chung là đơn thân thì em có một số đề nghị như thế này. Em kiếm ai mà thật sự là chị đi vắng rồi đúng không anh? Vắng rồi thì em mới dám nói nhá. Đi rồi. Tại vì nó nóng quá, cái trời tiết nó nóng quá, anh hiểu không? Mặc đồ vô đi, vợ anh nước em lắm. Nhưng mà chị đi vắng rồi chắc không sao đâu. Xíu bây giờ là vợ chết. Khách tới nhà mà nóng như thế này mà anh không cho cởi áo ra thì là tôi chết, chết mất. Nóng chết luôn, thật sự. Thì anh ơi. Cái này vô đi. À. Đó. Anh ơi. Đúng không? Anh sợ vợ anh đúng không? Nó về mất công đó. À. Anh luôn đó. À. Ừ. À. Đó. Chết rồi, cái thời trang này là cái thời trang của nước nào đấy anh? Nói chung là nhà anh mũi lắm. Em đỡ mặt đỏ thế đấy. Nói chung là nói chuyện với anh từ nãy giờ vào nó cũng là hơi nóng với hơi đói. Thì em thấy ở nhà có đồ ăn thì cho em xin một cái gỏi cuốn nhá. Thật sự luôn, em rất là đói. Cái này là để lâu rồi, không được ăn, không ăn được đâu. Sao vậy anh? Nó thiêu rồi. Thiêu như thế nào mà thiêu được? Em thấy cháo này còn nóng này. Không được. Bây giờ là... Cái này của vợ anh mới nấu hồi nãy. Mới nấu sao? Ừ, biết sao không? Gia đình anh ấy có nguyên tắc. Phải là nếu mà ăn á, phải có vợ anh về mới ăn được. À. Ừ. Thế à? Vâng. Thì thôi. Thì bây giờ không có chị ở nhà thì thôi chắc em đi một xíu thì chị quay lại thì thôi em sẽ nói chuyện với chị sau. Ừ. Thôi cảm ơn anh nhá. Chị quay lại nha. Ừ. Rồi em trả cái áo. Ừ. Một tí em quay lại. Ôi, em có cái áo. Em ơi. Nhìn như thế mà không có tham. Cảm ơn anh. Bye em nha. Vâng. Trời ơi, không biết. Giờ thì đi đâu mà lâu dữ vậy trời ơi. Trời ơi, ra tới chợ mới phát hiện. Sao? Cái tương em mua em lấy đồ em để sao bếp đó. Ra tự lộn với người ta, mắc cỡ cũng chết luôn vậy. Ông ấy nè, bây giờ ra này nè, hai chồng mình ăn cơm đi nè. Đó. Dạ, mình ăn nha.
Mình ăn thôi anh. Ăn đi nè. Đó, nè, rồi, lại đây nè. Rồi nhà mình không có đũa hai em. Cái đũa đâu em? Dạ không có nha anh. Không có. Ủa? Dạ không có thiệt. Cái nhà ăn bắp hả? Dạ chỗ mình nghèo mà. Anh có em được rồi, cần chỉ đũa. Không phải em đút anh ăn đi. Dạ. Đó. Ngon á. Nước luôn đi. Trời ơi, nhìn ăn như vậy là rất là thích món em nấu cô. Ăn nữa nè. Trời ơi, ăn giỏi quá à. Húp miếng cháo nha. Trời đất ơi, may quá. Gặp chị ngay ở ngoài đầu ngõ. Thật sự là rất là may mắn khi gặp chị ngay ở ngoài đầu ngõ. Lấy cái gì mà? Cái bông kia là bông nào? Cái bông này là bông nào? Trời ơi, cái bông này. Trời ơi. Bông này, tại vậy cho. Làm gì đánh người ta dữ vậy hả? Ông biết tôi là ai không? Không. Chị ơi, làm đi. Nó không biết chị là ai. Sao mà đánh người ta thế? Nó không biết chị là ai. Em tức không? Đánh ra đây, tao đánh con này mới được. Mày vô rồi mày đánh tao ra đây. Tao không biết mày ai mày. Mày là tao tới tập gì đó hả? Hả? Mày là ai? Trời ơi. Cô là ai mà cô tới đây cô đánh người ta? Trời ơi. Cái này mày biết tao là ai không? Từ từ lại em. Đúng lại là mày là ai? Chị ơi em đã định nói đi. Đây là chị là vợ của anh đấy. Là vợ của anh đấy. Tao đủ quyền để tao đánh mày chưa cái con kia? Trời ơi quá. Cái gì ơi, về đây. Trời ơi, em mới đi thẩm mỹ về hả? Nhìn không ra luôn, đẹp quá chứ đẹp luôn. Bà xã của anh. Cho tao nói đi, nãy giờ tao đánh quá tao mệt rồi. Cái gì đây? Cá lóc. Ngon không miếng coi, nó bụng quá. Quên. Con này mày bồ con này. Vâng. Bồ thằng này. Tao cho tiền mày. Tao lớn cho mày. Tao bán vàng bán đắt đắt. Tao cho tiền mày. Rồi mày có tiền mày cho cái con già này. Nói với tao, ai trẻ ai đẹp hơn quý vị? Tôi đúng không? Đấy, hỏi chi cho quên. Hỏi gì? Coi như giấc này em thắng. Ấy là đi sửa sắc đẹp á, giờ không đi chơi nữa. Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi là chuyện là như thế nào? Hồi ban đấy là em nói với anh là vợ của anh có nhà, sau đấy là em gặp chị ở ngoài chợ. Thì sao mà xa đây là có cái bà này mà tay trong tay là như thế nào vậy chị? Là gia đình chị như thế nào? Bây giờ nè. Sao mà rắc rối thế? Một người vợ hiền lương như em hỏi anh, đây là gì của anh? Anh có vợ chưa? Vợ mày sao mày? Bình tĩnh. Tại sao anh có vợ rồi anh còn quen tôi? Trong khi vợ anh ngon hơn tôi. Tôi tức ghê. Tại vì vợ nó dữ quá. Nó không hiểu. Tối ngày về coi cái miệng nó kìa. Cứ la bài hải hoài. Anh đi làm thì đã mệt rồi. Nó về nó còn hết cằn nhằn nữa. Còn em biết nấu ăn. Mà nấu ăn ngon nữa. Em dịu dàng, dịu hiền. Hỏi sao hả? Không người đàn ông nào thích. Tao nai cái lưng của tao ra ngoài đường tao làm tao kiếm tiền. Tao kiếm tiền về lo cho mày. Bản thân của mày là đàn ông.
mày không có nghề nghiệp, mày không có tương lai, tao lo cho mày từng đồng từng cắt cá tiền mày gửi về ba về mẹ mày và gia đình dòng họ mày, mà bây giờ mày đòi hỏi là tao phải đáp ứng cho mày hả? Mày đòi hỏi là tao là một người đàn bà tuyệt vời hay gì? Nhưng mà em có coi anh là chồng em không? Có. Coi chồng em là con không? Có. Có. Tao đâu có để được. Thì tao coi chồng coi như coi con cũng được mà. Coi người ta như chồng, đem tiền về. Nhưng mà lúc nào á phải làm theo ý của em. Muốn anh làm cái này là cái nọ. Hỏi ra đường á, đi cà phê với bạn bè cũng không cho. Đưa có hai chục mà sao mình vô Island uống cà phê một ly. Em thử thử ra cái Island coi, một ly trà sen nó 79 ngàn, nhưng mà có cái bộ chờ á giảm được 49 ngàn. Mày mắc ông có nội mẹ gì uống Island. Mang tiếng của em đó, giàu có. Đi ra không lẽ ra ngoài đường uống cà phê có hả? 15 ngàn một ly hả? Tôi nói với chị luôn, thật sự tôi không biết ảnh có vợ trước rồi. Nếu như mà biết đó, tôi không lấy ảnh làm gì. Chúng tôi đã ở chung với nhau mới có được một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà anh cho tôi hỏi, tôi đây là bồn nhí, đây là vợ của anh, còn kia là gì? Chú Tịch Phường. Chủ tịch Thường đúng không? Không dính líu đúng không? Không. Đi về. Chị đứng ra đây đi. Cô nên đi về đi. Ai có chuyện gì á? Bình tĩnh, ở đây là người có ăn có hào cốt. Để giải quyết văn hóa đó. Đúng rồi cô. Không cần có chị cũng được. Nhưng mà em nghĩ là đánh nhau em sợ. Cho nên không cũng đem gan. Không, nghĩ đánh này đi về đi. Nghĩ đánh chị hứa, chị nghĩ đánh rồi. Giải quyết đi về đi. Bây giờ em nói là hoàn toàn là lo cho chị. Mỗi gì có sữa không? Có sữa không? Có sữa không? Cái này là tôi biết không có độ mà đó. Cùng tí tí thôi ạ. Tí tí thì đi về liền. Thì thôi. Không cả về. Thì bây giờ cho em nói một câu trước khi em về. Rồi, chị tôn trưởng chứ muốn nói gì chứ nói. Vâng, cái nhà của mình em thấy rất là nó phức tạp rồi. Câu chuyện đến đây thì em mong rằng đấy là mình nên có một cái cách hành xử nó văn minh một tí nhá. Đó, đừng có mà đem nhau ra mà nói chung là chửi với. Nhưng mà nếu mà câu chuyện nó đã lớn rồi thì nếu mà cần người live stream thì cứ kêu em. Thì em phải vào, em phải quay để làm bằng chứng cho mình luôn. Mình có hiểu ý em không? Đi về đi chị. Đi về đi chứ. Đứng đây hồi là nó trì xuống á. Thấy vỗ tay nhiều không? Rồi. Trang rất trì là gì chị đó chị. Vâng, vậy thôi chúc anh nhà mình hạnh phúc vui vẻ nhá. Rồi. Chị không nói gì thêm à? Vâng ạ, mai ạ. Rồi ạ. Chị không nói à? Không ạ, không nói gì cả. Rồi đi về. Ông đi đâu? Bây giờ nè, mối quan hệ của anh với vợ là như thế nào? Hai người chung sống với nhau là đã có tình cảm còn đậm sâu hay không? Hay là đang đứng trước bờ vực ly hôn? Anh nói đi. Đang đứng kề ngoài cái đìa là hai vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn, cho nên là anh muốn cùng một tình cảm mới là nên tìm tới em đúng không? Vậy thì anh nói đi, anh chọn đi. Bây giờ anh muốn quay về với cổ hay đến với em? Đây, tay người nắm tay ra đi. Trước khi mà hai em muốn anh chọn thì anh muốn hỏi hai em một câu hỏi đúng sự. Tình yêu là gì? Mời em Lý Thị Nam tính. Em đó. Ủa là em hả? Không. Tên em nam tính thì luôn anh. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi tới quý đại biểu, quý thầy cô, quý học sinh
và toàn thể quý vị khán giả. Tôi chào chị, em chào anh. Chào em. Anh hỏi em cái gì? Tình yêu là gì? Tình yêu, tình yêu như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Hết rồi à? Chỉ đó thôi. Theo em á, em chỉ nên trả lời như vậy thôi. À, mời em. Ông hỏi tôi tình yêu là gì á, đúng. Không biết. Hồi đó giờ tôi đâu có được ông yêu tôi đâu mà tôi biết. Câu hỏi này em nên là dành cho anh. Tôi muốn hỏi anh á, tình yêu là gì mà anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? Anh nói đi. Tình yêu á, nếu mà mình ở chung với một người nào đó, mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy hạnh phúc, mình không có thấy sự ràng buộc nào. Khi mà mình ở với lại cái người mình yêu á, tự nhiên mình thấy vui à. Không có tự động mình sẽ đi tìm một người thứ ba đâu. Đó mới gọi là tình yêu. Đó là tình yêu. Vậy sao không hiểu cho tôi? Ông đang yêu tôi mà tại sao bỏ tôi không theo người ta? Sao ông nghĩ cho tôi? Mà em thật sự á, có yêu anh hay không? Tôi không yêu ông mà. Hay là chỉ giam cầm thể xác của anh? Tôi lớn rồi, tôi già rồi, tôi lớn hơn ông gần 20 tuổi lận. Chồng bà lỗ lớn hơn bả nhiều. Nhỏ hơn, nhỏ hơn bả nhiều. Ông cũng nhỏ cỡ đó rồi đó. 25 tuổi rồi. 25 nhỏ hơn 25 tuổi à. Rồi ông đóng cái cửa này, ông ra hỏi bà lỗ có yêu chồng bà không? Em tôi hỏi bà lỗ coi. Thử hỏi coi ngày nào bà có chỗ với con, chồng bà với con không? Người ta mới đăng kỷ niệm 2 năm kìa. Người ta mới đăng hôm qua kỷ niệm 2 năm yêu nhau kìa, anh biết chưa? Nhưng mà đăng ký là kỷ niệm 2 năm, chỉ là trên Facebook mà thôi. Thật sự ở nhà kìa, hai vợ chồng gây dọn ống xong. Ai mà biết được? Trời ơi là trời, nhà tôi kế bên bả mà. Có khi á, thằng chồng đánh bả như con vậy đó. Bả vẫn cam chịu. Đủ chưa? Tại sao đây là cái chuyện riêng của gia đình mình? Mình không tự giải quyết với nhau được hay sao mà suốt ngày cứ đi hỏi bà lộ, trong khi có hai bà không lộ mà không hỏi. Bây giờ cái quyền lựa chọn không phải ở anh nữa. Bây giờ quyền lựa chọn là ở chúng tôi. Chúng mình có đáng để hy sinh cả cuộc đời của mình, tuổi thanh xuân của một người con gái, dành cho một người đàn ông tham lam như vậy hay không? Thưa quý vị, và chúng ta đã thấy tín hiệu dừng lại từ giám khảo Nam Thư dành cho phòng đầu tiên của nghệ sĩ Hữu Đăng bé 7. Ờ, khách mời đâu rồi ạ? Dạ. Cho hỏi khách mời còn tỉnh không ạ? Đúng không? Dạ. Đây là gọi là phòng mở hàng luôn đó chị, và cũng là cái số đầu tiên luôn. Cho nên là chắc ăn là sẽ có rất là nhiều cái sự hồi hộp từ khách mời cho tới trưởng phòng cho tới phó phòng luôn. Dạ, dạ. Thì không biết là chị Thư có ý kiến gì cho các bạn không ạ? Lời đầu tiên là Thư không nghĩ là với một cái sân khấu nhỏ như thế này có thể làm mọi thứ nó chỉnh chu và nó trọn vẹn như vậy. Mọi người ơi, cho tất cả diễn viên chúng ta một tràng vỗ tay được không ạ? Về chất lượng tiếng cười thì Thư nghĩ là các bạn ở diễn ở trên kia và nghe được tiếng cười khán giả thế này thì có thể đo được, có thể biết được mình có thể làm cho khán giả vui vẻ tới đâu ha. Còn về phần diễm huệ, thực sự là quá bất ngờ. Hồi nãy Thư bước vô, Thư thấy em với một giao diện khác đó khi đứng hát, và bây giờ bước ra một giao diện hoàn toàn khác. Rõ ràng thì diễm huệ rất là lanh lợi nè, trong cách
thậm chí là bắt chẹt lại chữ phòng nữa. Ví dụ như là bác Hữu Đàm phải kể câu chuyện là ủa tại sao hai đứa mình yêu nhau, đứa mình quen nhau đó, rồi cũng nhưng đôi khi Diễm Huệ bị đưa cái tình huống của mình vào ngõ cụt á. Thực sự với cái ơn rời này á, cái style này á, nhắc luôn cho các bạn thì sao nha, là đừng bao giờ nói, đừng bao giờ say no với trưởng phòng, là tức là đừng bao giờ nói không với trưởng phòng. Tức là trưởng phòng quy định em ăn cắp là em ăn cắp, trưởng phòng quy định em hai vợ em hai vợ, thì mình đi theo cái mood như thế thì cái câu chuyện nó mới có thể là đi sâu đi xa để dẫn dắt theo trưởng phòng. Tất nhiên không ngoại lệ những cái trường hợp mà em sẽ bẻ ngoặt lại và trưởng phòng để xử lý như thế nào, đang đợi những khách bên bẻ ngoặt lại rồi xử lý rồi chúng ta lại đi tiếp. Về trưởng phòng của chúng ta thì không có gì phải bàn nữa, các bạn đều hết sức duyên dáng và chúc mừng Diễm Huệ đã thành công phần thi của mình. Bây giờ vỗ tay nha. Thank you, cảm ơn Diễm Huệ, cảm ơn Hữu Đàm và cảm ơn các bạn rất nhiều.